Gia đình nghệ sĩ Thanh Phú cho biết ông đã qua đời vào lúc 2 giờ ngày 3 tháng 12 sau thời gian điều trị bệnh già, thọ 77 tuổi. Nghệ sĩ Thanh Phú sinh năm 1946 tại Hóc Môn. Cha họ Nguyễn, sinh tháng Giêng năm Tuất nên cha mẹ mới đặt cho ông tên là Nguyễn Diên Tuất. Năm ông 11 tuổi đã yêu thích văn nghệ, đi theo nghệ sĩ Hùng Anh, con trai của nghệ sĩ Minh Chí, một tay trống ở bang Trường Xuân thời đó. Tuổi nhỏ, ngoài thời gian học chữ, ông cứ lang thang theo các đoàn hát, diễn chung quanh xóm làng gần nhà. Chính những năm tháng này đã nhen nhóm trong lòng ông ý chí theo được nghề diễn viên. Đến năm ông 14 tuổi, năm 1960, ông ý thức được rằng muốn trở thành diễn viên phải học hành đàng hoàng, tử tế, nhịp điệu, bài ca đến vũ đạo, trình thức biểu diễn. Lúc này, biết đoàn Đồng Ấu Minh Tơ đang hoạt động tại đình Cầu Quan, Thái Hưng, quận Nhất, ông đã quyết định xin vào đoàn học nghề. Thời đó, nghệ nhân Minh Tơ đang chạy các diễn viên nhí là con cháu của gia đình gồm nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng, nghệ sĩ ưu tú Trường Xuân, nghệ sĩ Xuân Yến, Thanh Loan, Bạch Lê, nghệ sĩ ưu tú Bổ Truyện, nghệ sĩ Thanh Thế, Công Minh, vân vân. Ông tuy không phải là con cháu của nghệ sĩ nhưng nhìn vóc dáng nhanh nhẹn và giọng ca trầm ấm nên được nghệ sĩ nghệ nhân Minh Tơ nhận lời thu nhận vào đoàn rèn luyện cho ông đóng vai tướng võ Quang Văn. Năm 1964, đoàn Đồng Ấu Minh Tơ giải thể. Nghệ sĩ Thanh Phú xin vào đoàn Kim Trung đi theo nghệ sĩ Minh Cảnh, vừa làm quân sĩ vừa nhắc tuồng. Giai đoạn này, ông được nghệ sĩ Minh Cảnh cho thay thế những vai phụ trong khi đoàn thiếu người. Chính vì vậy, ông phát triển nghề rất nhanh, vai nào cũng có thể diễn, nhất là những vai kép độc. Ông nổi tiếng trở thành nghệ sĩ thế vai từ đó. Đặc biệt, nghệ sĩ Thanh Phú đã nhiều lần thế vai danh ca Bạc Triệu. Đầu tiên của sân khấu cải lương là nghệ sĩ Thanh Hải trên sân khấu Kim Trung. Rồi thế cả vai diễn của đệ nhất danh ca Úc Trà Ôm, nghệ sĩ Úc Hiền, hoặc đã từng thế vai nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn. Cuộc đời nghệ sĩ Thanh Phú dấm lắm gian nan, 5 lần bị bắt quân dịch, 5 lần tìm cách trốn thoát rồi theo sân khấu cải lương. Khi lưu lạc ở miền Trung, khi trở về Kim Trung, có giai đoạn ông rời đoàn Minh Cảnh, rồi sau đó quay lại với đoàn hát này. Soạn giả Đăng Minh kể, thời đó các nam nghệ sĩ thường dính tuổi quân dịch nên cuộc đời đi hát của nghệ sĩ Thanh Phú chịu rất là nhiều gian nan, khổ ải. Có lúc cặn kề bên cái chết, may mắn thoát được trong đường tơ kẻ tóc. Dù hoàn cảnh có ra sao, vẫn không làm thay đổi tình yêu ông dành cho sân khấu cải lương. Suốt 13 năm dài phiêu bạt, mãi tới năm 1973, khi ông về đoàn Hương Mùa Thu được dịp may hát thế vai kép chánh của Hà Bủ Tăng, đã tạo được sự chú ý của cô đào trẻ Lan Hương. Họ hát chung với nhau qua các tuồng Bà Chúa Ăn Mày, Bình Lan Xuân. Tình yêu từ vai diễn đã đưa họ đến nhau bằng tình yêu cuộc đời nên duyên vợ chồng, soạn giả Đăng Minh kể. Sau đó ông về cộng tác với công ty Kim Trung, đi từ đoàn 1 qua đến đoàn 6, nhưng sự nghiệp nghệ thuật của ông rực rỡ nhất là trên sân khấu đoàn Kim Trung 5. Vai diễn ấn tượng nhất của nghệ sĩ Thanh Phú là vai Dư Hải Long trong vở Xin Một Lần Yêu Nhau. Sau này là ông cũng đóng vai Hồ Duyên Trúc, cũng trong vở diễn này. Về việc đào tạo diễn viên trẻ, nghệ sĩ Thanh Phú có công lập ra đoàn Đồng Ấu Kim Đồng vào thập niên 80 với các vai diễn nhí là con cháu trong nhà cùng với các nghệ sĩ bè bạn như Minh Cường, Kim Tử Long, Lê Giang, Bảo Ngọc, Bảo Quý, Thiên Kim, sau này trở thành ca sĩ biểu diễn tại hải ngoại. Một thời nhóm Đồng Ấu Kim Đồng nổi tiếng với một số xích đoạn Thái Hậu Dương Văn Nga, Trần Quốc Toản Ra Quân, vân vân. Nghệ sĩ Lê Giang xúc động cho biết cậu Thanh Phú là người đã đưa cô vào nghề diễn viên vì từ nhỏ đã theo cậu vào các đoàn hát xem nghệ sĩ hóa trang tập tuồng. Cách đây hơn 10 năm, chương trình Những Kép Độc trên sân khấu cải lương do Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tại Nhà hát Thành phố. Nghệ sĩ Thanh Phú đã được vinh danh. Ông đã gắn bó với câu lạc bộ sân khấu Lạc Long Quân biểu diễn nhiều chương trình nghệ thuật tại sân khấu Sen Hồng. Trong lịch sử sân khấu cải lương miền Nam,
Nhắc đến kép độc nổi tiếng phải kể đến nghệ sĩ nhân dân Nam Châu, nghệ sĩ nhân dân Ba Văn, nghệ sĩ Tám Văn, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Giang, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan, nghệ sĩ nhân dân Hùng Minh, nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền, nghệ sĩ La Kính, nghệ sĩ Văn Ngà, vân vân. Và nghệ sĩ Thanh Phú là người đã đúc kết được nhiều bài học kinh nghiệm cho nghề sau này khi đã truyền dạy lại cho các diễn viên trẻ. Tang lễ của nghệ sĩ Thanh Phú tổ chức tại nhà riêng ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ nhập quan lúc 11 giờ ngày 3 tháng 12. Lễ động quan lúc 6 giờ ngày 5 tháng 12, sau đó được hỏa táng tại Nghĩa Trang Đa Phước, Bình Chánh. Đó là những gì mà em muốn chia sẻ đến quý cô chú, anh chị và các bạn. Nghệ sĩ Thanh Phú đã từ trần và gia đình đã báo tang lễ. Ông đã mất vào lúc 2 giờ ngày 3 tháng 12 sau thời gian điều trị và một căn bệnh gọi là người già đó cả nhà, đã chút hơi thở cuối cùng và ông đã thọ 77 tuổi. Đó là những cái tiểu sử cũng như là cuộc đời những lần mà nghệ sĩ Thanh Phú đã thế vai cho những danh ca bạc triệu và những lần cuộc đời lắm gian nan của nghệ sĩ Thanh Phú đã trải qua. Em muốn chia sẻ lại cũng như là một chút xíu gì đó để cho quý cô chú anh chị và các bạn mình có thể hiểu hơn về nghệ sĩ Thanh Phú. Thì hiện tại thì tang lễ của nghệ sĩ Thanh Phú tổ chức tại nhà riêng ở quận 8. Nếu cô chú anh chị mình biết được gần đó thì mình có thể qua thắp một nén hương nguyện cầu cho ông về miền cực lạc, về với đất Phật. Đây là những có thể có gọi là những người đã cống hiến cho nghệ thuật, những người đã thế hệ ở trước bây giờ đã dần dần không còn nhiều nữa cả nhà. Giống như người ta hay thường gọi là những cái đa cái đề, những người lớn đã truyền lửa lại cho thế hệ trẻ sau này thì đã dần dần ra đi rất là nhiều, như là Bắc Năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan. Hoặc là trong đây thì mọi người cũng có, em có hay đọc là nghệ sĩ Tám Văn đó, thì cũng đã được an táng tại Nghĩa Trang Hoa Viên, tỉnh Bình Dương. Rất là nhiều nghệ sĩ cây đa cây đời đã ra đi và truyền lửa lại, truyền dạy lại cho thế hệ con cháu sau này. Hy vọng là bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương sẽ luôn tiếp nối, và với những cái mà gọi là mà cây đa cây đời, những người nghệ sĩ lớn tuổi đã truyền lại và được bảo tồn cho đất nước Việt Nam của mình. Phải nói là một bộ môn nghệ thuật khá là hay, cũng như là Bắc Năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nữa cả nhà, gọi là ông hoàng hồ quảng cải lương. Và bây giờ hiện tại thì ai cũng biết Bắc Năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nữa cả nhà ha. Đó, như là nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng nè, thì cũng đã được đã mất và an táng tại Nghĩa Trang Gò Đen. Đó, nghệ sĩ Xuân Yến, đó là mẹ của nghệ sĩ ưu tú nghệ sĩ Kim Tử Long, nó cũng đã qua đời. Những cây đa cây đề thì cũng dần dần mất đi ha cả nhà ha. Thôi thì có lẽ là em cũng xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn quý cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo ạ. Yêu thương em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Đây là những cái lời mà em muốn chia sẻ nhắn gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ.